xin mời anh lính dẫn đường. Wow, đây coi ở ngoài nè, ở ngoài có cái hình này nhìn đẹp quá ha. Hãy xem quay coi đây, hình văn phòng của lính Mỹ nè quý vị. Đây là giờ làm việc nha, giờ làm việc. Rồi, Army National Guard. 20.000 bonus luôn hả? Yeah, bonus is that, đó là incentive á, là 20.000 á, for serving in your community. Là đi bán thời gian thôi đó. Đi bán thời gian thôi. Dạ, đúng. Wow. 6 năm á là đủ điều kiện. Yeah, live here, serve here, college now. 130 job available. 130 job available now. Vậy? Yes. Rồi, bây giờ mình đi vô trong đi. Rồi, ok. Dạ, mời anh. Wow. Những người mà ai cũng có thể đi lính được bên Mỹ này, ngay cả những em học sinh, sinh viên đang đi học cũng có thể đi được nữa. Có một cái điều hay là như vậy. Một cái điều rất là đặc biệt nữa ở nước Mỹ đó anh, đó là đi lính không bị ép buộc. Không phải là nghĩa vụ quân sự như là Việt Nam hoặc là Đại Hàn. Hoàn toàn là tình nguyện hết, không ai ép ai phải đi hết. Nhưng mà cái mà Son thấy thích nhất là cái gì anh biết không? Tất cả những cái quyền lợi mà anh vừa nhắc đó, Son thích nhất là cái uniform đó. Cái yeah, uniform là mình phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Yeah, một đất nước mà mình mang ơn. Yeah, đúng không? Một quê hương thứ hai của người Việt Nam và một quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Chiến đấu bảo vệ cho cái lý tưởng tự do dân chủ, bảo vệ cho hiến pháp chứ không phải là bảo vệ cho ông tổng thống này hoặc là ông tổng thống kia. Đó. Đó là một cái điều rất là đẹp. Rất là tuyệt vời khi mà anh mặc cái áo như thế này, một bộ quân phục như thế này. Đó. Anh cho người ta biết cái lý tưởng của mình là gì, mình mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì và mình bảo vệ cái gì, cái gì quan trọng đối với mình, cái giá trị của mình là gì. Đó là cái điều. Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Sean đang ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và trong cái chuyến đi này đó, Sean có một vài cái sự kiện rất là thú vị để Sean tham gia, cũng như là nhận cái lời mời của những vị khách ở đây. Và ngay tại thời điểm này thì Sean đang ở một khách sạn và Sean đang chờ một người bạn. Một người bạn rất là thú vị sẽ đến đón Sean và chúng ta sẽ đi thăm nơi làm việc của anh ấy. Đây là một cái chương trình rất là thú vị và Sean muốn quay một cái video này để cho quý vị có thể, cho chúng ta có thể cùng nhau khám phá xem cái chuyến đi này của Sean nó như thế nào nhé. Và người bạn của Sean đi thăm là ai và chúng ta sẽ gặp gỡ ai và chúng ta sẽ làm gì, thấy được gì hả quý vị? Hello! Xin chào anh Luke! How are you? Good, thank you. Good to see you, bro. All right. Bây giờ là mình sẽ đi đến văn phòng tuyển mộ của anh ha. Hồi xưa thì Sean cũng làm một người tuyển mộ nhưng mà Sean là binh chủng hải quân. Yeah. Còn anh là binh chủng lục quân. Đúng yeah, không? Về binh quân mình... quốc gia. À, về binh quốc gia. Ok, yeah. Giống như là National Guard đó. Đúng rồi, National Guard đó. À, yeah. À đây cái chữ thi này là có nghĩa gì Texas anh? Thi là cho Texas đó. Mình deploy, mình deploy cái badge đó. Còn cái này badge của Texas này là Lone Star nè. Mình recruiter. Ok. Yeah, vậy là T là for Texas. T for Texas. And the star is Lone Star. Ok. Tại sao Texas lại là Lone Star ha? Lone Star. Tại vì đây là một tiểu bang là Big T mà, Big Texas á. Thì mình
Nó gọi là Lone Star, ví dụ mình có operation Lone Star right now. Thì đây là đất rộng rãi lắm. Đó, tiểu bang này tiểu bang lớn nhất. Chưa lớn bằng đâu, chưa bằng Alaska. Đúng rồi, đúng Cali thôi. Đúng Cali thôi, đúng rồi. Vậy là bên Cali là sẽ có chữ C ha, bên này là chữ T. Ok. Rất là hay. Anh ở Texas bao lâu rồi và anh bắt đầu công việc tuyển mộ này bao lâu rồi? Dạ, Texas đây là cuối 87 qua Mỹ á. Cuối 87 lên tới đây rồi. 87 lên tới đây. Mình ở San Antonio khoảng 1 năm. Xong rồi sau đó là gia đình dọn về Dallas for work. Dallas for work. Ở đó thì đi học elementary lớp 6 tới lớp 12. Rồi ra trường mình tham gia vô thủy quân lục chiến. Marine á, US Marine Corps. Ủa anh vô thủy quân lục chiến trước? Dạ, 10 năm. Sau đó rồi mới qua bên Army. Mình đi giải ngũ rồi mình đi học 4-6 năm master degree á. Yeah. 6 năm master degree xong rồi mình mới trở lại trong gọi là Army National Guard. Có nghĩa là lấy master degree có nghĩa là tiếng Việt gọi là gì ta? Bằng thạc sĩ. Anh học bằng thạc sĩ xong rồi anh quay trở lại lính. Dạ đúng rồi. Ok. Thì tại vì lúc đó là 2010 đã chính bị 2008 á là nó gọi là stock crashes right. Euro state stock crashes nó ảnh hưởng luôn cái government luôn. Từ 2010 á mình tham gia vô National Guard. 2011 mình đi do internship khoảng gần năm. 2012 á mình xong rồi mà mình tìm việc nó không ra. Nó cũng tìm ra được nhưng mà nó bỏ mình tút dưới á. Mình thấy nó chắc chạo quá rồi mình những cái năm đó là luôn. Những năm đó kinh tế khó khăn lắm. Dạ đúng rồi. Sơn biết mà. Lúc đó là Sơn còn nhớ là Sơn cũng có ý định muốn xuất ngũ đó nhưng mà bạn bè ở ngoài ai cũng than dữ quá. Dạ đúng. Nên là mình quyết định ở lại. Rồi riết ở lại 20 năm luôn. Thì chúc mừng anh Sơn xong được 20 năm. Wow. Sơn cũng mới về hưu được 3 năm rồi. Wow. Great. Nhưng awesome. Mà anh thì anh cũng sắp rồi đúng không? Anh 10 năm ở trong thủy quân lục chiến mà. Dạ, là tham gia vô quốc gia này cũng gần 12 năm. Dạ. Từ 2010 tới bây giờ đó. Cái này giống như là công việc đi lính bán thời gian thôi đúng không? Dạ, bán thời gian thôi. Mình giống như là bánh xe cua vậy đó, nó đại diện hiểu đi. Mình tuy mình part time nhưng mình có full access to full time benefit. Right. Mình muốn active thì đây là active, còn nếu mình muốn part time thì vẫn là part time. Vệ binh quốc gia có bao giờ bị activate đi Iraq hay là Afghanistan không anh? Dạ cũng có, tùy theo cái unit của mình. Thì nói hôm nay là mình là phục vụ nó gọi là support thôi. Thì mỗi lần mà bão tố hurricane này kia là cái mission chính chánh của mình là thật sự là nó gọi là thiên tai bão tố này kia đó, động đất nguyên vân gì đó thì mình answer to the call. Okay. Mình làm giúp cho community của mình. Chủ yếu là giúp cộng đồng thôi đúng không? Về thiên tai lũ lụt rồi bão tố này nọ. Giống như mình Hilton mình có Bumon á, nó có năm 2017 nó có cái hurricane. Thì mình show up, nó yêu cầu mọi người ai trong National Guard là không có đi deploy á thì nên tham gia. Ngoại trừ họ đi học mà thôi, có lý do đặc biệt. Chứ còn chiến tranh mà bùng nổ ra là có phải ra trận không? Dạ thì thật sự thì tùy theo cái unit của mình. Nhưng mà nếu mình có lý do đặc biệt đó, thì mình không cần ra trận. Nếu không có lý do đó thì mình ra trận. Có nghĩa là mình được chọn luôn hả? Đúng, mình có quyền chọn. Hay tùy theo cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ như một bạn trẻ nào mà không có muốn ra trận thì có thể chọn cái nghề gọi là logistics đúng không? Dạ, the logistics hay là quân y. Hoặc là quân y. Hay là chaplain. Chaplain. Hay là legal anh nó gọi là nấu ăn được không? Nấu ăn thì thật sự cũng được. Nhưng mà vấn đề đa số là phục vụ cho tụi infantry thì họ đi thì mình đi. Nói chung là phải biết những người tuyển mộ như là anh á. Tuyển mộ khỏi deploy. Có nhiều không phải ý là có nhiều kiến thức để mà tư vấn á, để mà cố vấn cho các bạn trẻ. Đúng không? Đúng, vậy đúng. Các bạn muốn làm gì, các bạn đi đâu chứ không phải là các bạn mặc quân phục vô là ra trận đâu đúng không? Đúng. Có nhiều người chưa có hiểu về cấu trúc của quân đội Hoa Kỳ cũng như là những cái công việc mà chuyên sâu đó là rất là khó. Cho nên là đi lính ở Texas nó có khác gì với ở những tiểu bang khác không? Có chứ. Vậy hả? Dạ. Ở Texas này là có khác biệt đặc biệt á là mình có chương trình nó gọi là Hazelwood Act, nghĩa là có thể có con cái của mình hoặc là có thể thì thậm chí có thể vợ của mình luôn là có thể đi học miễn phí. Học miễn phí luôn. Dạ, cái chương trình này là nó đi học up to master degree.
150 credit hours. Oh. Yeah. Rồi đi học mà lấy bằng thạc sĩ mà học được miễn phí là miễn phí. Hay lắm đó. Yeah, cái phúc rồi. Lợi này cũng khá là nha. Dạ. Yeah. Oh. Ngoài tại vì Sean thì... biết là vệ binh quốc gia có nghĩa là nó tùy tiểu bang đúng không anh? Vệ binh quốc gia của Texas nó khác chứ vệ binh quốc gia Cali chứ đúng không? Là ông thống đốc là làm chủ đúng không anh? Dạ đúng, đúng đó. Dĩ nhiên. Dạ đúng, dạ đúng, cái đó là đúng đó. Dạ, nhưng mà mỗi tiểu bang nó có cái national guard riêng của họ. Đúng, đúng. Dạ. Ví dụ cho bên này của mình là Abbott đó, Greg Abbott. Tiếng Việt mình gọi là vệ binh quốc gia, tiếng Anh nó là National Guard đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Air National Guard là gì? Là về cũng như là thuộc về không quân á. Không quân. Nó một cái nhánh của không quân. Rồi. Regulated. Nhưng mà Army National Guard thì under Army. Right. Mình cũng đeo cũng là Army luôn. Mình là Army family. Nên là Army family, regular Army, and we have Army Reserve. Đúng rồi. And Army National Guard. Anh cũng trong family mà anh là con ghẻ thôi. Dạ đúng rồi. Con ghẻ là đúng rồi. Anh vô National Guard lâu chưa? Dạ thì cũng 12, 13 năm, 13, 14 năm rồi. À, 2024 này là 14 năm. Là 14 năm, là tính luôn 10 năm mà anh ở trong thủy quân lục chiến là, hả? Cộng là 24 năm á. Cộng là 24 năm, sao chưa về hưu nữa? Đó, mình thực sự mình về hưu, nó cho cái tấm giấy mình về hưu rồi. À. Là 20. Nhưng mà nó nói mình có half pháp phân nửa là active phân nửa reserve á. Right. Mình phải đợi đến 60 tuổi mới collect the pension. Oh. Cho nên lý do vậy mình muốn trở về lại đi active luôn. Đi active luôn để mình được trở được 30 năm của mình. Để tuyển mạo giống anh Shin này nè, hay anh Shin là role model ấy đó. Role model. like him, be do and have, be do and have. Ok, cái này phải nói cho quý vị hiểu. Ở trong quân đội á, nếu mà quý vị đi, các bạn đi, nói với các bạn trẻ đi ha. Các bạn trẻ mà đi đi full time á, có nghĩa là đi toàn thời gian đó, thì chỉ đi sau 20 năm thôi là các bạn có quyền về hưu rồi. Thì khi mà các bạn về hưu á, thì có thể lấy lương ngay lập tức luôn. Giống như là Sean Lê là một ví dụ điển hình ha. Đi 20 năm ra một cái là coi như là được lãnh lương hưu luôn. Còn những người mà ví dụ như anh Luke á, mà anh tiếp tục đi bán thời gian như thế này đó, thì anh vẫn về hưu được sau 20 năm, nhưng mà anh phải đợi tới năm 60 tuổi thì anh mới được lãnh lương hưu đúng không anh? Dạ, đúng. Đó, 60 tuổi lận. Cho nên là vì lý do đó thì mình có thể chọn cái cách gọi là bây giờ thì anh được hơn 24 năm rồi, nhưng mà anh vẫn muốn tiếp tục đi tiếp, nhưng mà đi gọi là full time luôn chứ không phải là đúng, đi bán thời gian nữa. Dạ, là để mà giống như là cái thời gian đó mình tích lũy được nhiều đó thì mình có thể về hưu, mình lấy tiền hưu sớm hơn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Ngoại trừ có lý do đặc biệt. Ví dụ mình deploy và nó gọi là Title 10 á. Là ví dụ như là OEF, OIF, right. Operation Enduring Freedom hay là Iraqi Freedom á, right. Afghanistan á. Thì nếu nó credit mình á là mình deploy năm á thì mình nó trừ ra là như là 59, có thể là 58, tùy theo mình deploy được mấy năm. Nhưng mà nó phải công nhận là Title 10 mới được. Đa số là Title 32, không thuộc về state. Nhưng bây giờ là Operation Lone Star nó gọi là state mission, state active duty. Okay. Thì nó không có count về federal. Đúng rồi. Anh có deploy lần nào chưa? Dạ có, deploy Title 10. Mình vẫn nói đó, là mình deploy qua bên Africa. Africa. Thì đã có nó gọi là Peace Humanitarian Mission á. Humanitarian Mission. Nước nào? Djibouti hay là Djibouti, đúng rồi. Djibouti là Naval Air Station. Cái này đó là nơi khỉ ho cò gáy. Dạ yeah, đúng rồi, mình enjoy cái time ở đó lắm đó. Gần Somalia, gần Ethiopia kia đó. Nhưng mà mình inside the wire, it's very safe. Right. Yeah, nó right. Cũng mình làm về ammo mission thôi. Right. Mình viện trợ tất cả cái về súng đạn, về training á. For the order infantry. Anh ở đây người Việt Nam mình đi đông không anh? Thật sự đông á thì mình cũng 10 ngón tay thì mình biết được 10 người. No, nhưng mà có một điều nha. Sao biết là ở trong lính á, tại vì hồi xưa trong những cái đơn vị mà mình đi đó toàn là dân Texas đông lắm. Dạ đúng đúng. Đông lắm. Texas là thích đi lính lắm. Dạ đúng. Nhưng mà vấn đề là họ rải rác everywhere. Ví dụ vừa rồi mình vô tham gia cái anniversary của VASA đó, USA, VA USA á, thì mình thấy cũng gần 1,000 anh chị em ở trong quân ngũ của mình, cũng đông, ở Virginia đó, mình Fort Church, Virginia, mình tới đó để tham gia. Nhưng mà Sean thấy những người mà Mỹ bản xứ đó, mà người ta đi lính đó, đa số là dân Texas đông lắm. Đúng rồi, đâu này, Texas chiếm đông nhất. Hầu như là 50% lắm, không biết tại sao, chắc có lẽ là người Texas, nhiều người người ta yêu nước của anh ha.
Dạ đúng rồi, thật sự ở veteran mà nó đa số hình như là ở Texas này. Cái trại lính mà gần thành phố Houston nhất là ở đâu? Thì nãy mình nói sơ sơ là mấy cái trại lính mà Fort Hood, Fort Bliss thường thường là activation nhất. Tại vì nếu mà họ deploy thì kia là đa số là họ tới đó để mà cái nhiều Fort Bliss á, mình cũng deploy, mình cũng tới đó rồi. Fort Hood là ở đâu, Washington đúng không? No, Fort Hood cách đây 3 tiếng à. Ồ vậy đó. 3 tiếng. Thì nó gọi Killeen á, Killeen, Texas. Nó gần Waco và nó gần Austin. Sao anh nhớ là ở trên Washington, tiểu bang Washington á, có cái trại lính lớn lắm, nó gọi là cái gì ta? Nó gọi là Washington, như Fort Lewis, Fort Lee, Fort Lewis, Fort Lewis. Đúng rồi, Fort Lewis, đúng rồi. Bạc Hồ gì đó, đúng rồi. Tại hồi đó đi ngang qua hoài à. Hồi đó sao đóng ở Bremerton á. Dạ đúng rồi. Để cứ đi ngang qua trại lính của Army hoài à. Anh ở đây chắc là family là vòng vòng ở đây hết luôn ha. Dạ thật sự family mình rất là nhỏ, mình không phải đi vượt biên đường bộ mà. Ồ, đi vượt biên á. Wow. Rồi mình 8 tuổi là bắt đầu đi vượt biên rồi. Dạ. 82 đó. Xong mình đi qua bên Campuchia ở đó 1 năm. Biết nói tiếng Campuchia không? Biết chút chút thôi. Dạ. Ít lắm. Hôm qua ở Thái Lan gần 3 năm. Cũng thiệt luôn đó. Chút chút. Wow, ở trại nào? Ở trại Đông Rết, xoay thú nốt, xoay thú sao. Chạy giặt mà, nó pháo vô là mình chạy thôi. Dạ. Mình dọn 2-3 lần. Xong rồi... Hồi ở Việt Nam anh ở đâu? Ở Biên Hòa. Biên Hòa? Ở tỉnh Đồng Nai. Khi mà qua Mỹ là anh ở tiểu bang này luôn hay là ở đâu? Ở bên Texas luôn. Dạ, ở San Antonio khoảng 1 năm. Khi mình move về Dallas. Thì mình học second semester, mình drop một lớp. Tại vì lý do là mình tiếng Anh mình không có rành á. Toán thì mình cũng dữ lắm, mà học cả tai nạn. Nhưng mà hay nhớ là biết gì không? Sao? Sinh nhật của mình, nguyên gia đình của mình luôn á. Là cuối năm. Cuối năm? Ai cũng được 31 tháng 12 hết. Ồ, hay vậy? Vậy đó. Tại lý do là về mình mất hết giấy tờ đó. Cho nên là cái ông MC á. Nói mất giấy tờ thì giờ cho nguyên gia đình là 31 tháng 12 hết. Cho nên mình xin break New Year Eve. Sinh nhật everybody luôn. Sinh nhật hết. Thú vị quá ha. Đúng rồi. Cho nên mình có hai cái bất đời đó. Hay quá ha. Mình cũng vô đạo luôn, lúc đó mình vô đạo Công giáo. Cho nên là bất đời của mình là August 15. Thì mình vô đứa tội đó. Wow, thú vị quá. Có nghĩa là đi vượt biên rồi mất hết giấy tờ rồi cuối cùng là cao quỹ Liên Hợp Quốc là họ cho ngày 31 tháng 12. Dạ đúng. Là ngày sinh của cả nhà luôn. Cả nhà luôn. Thú vị. Dạ. Dạ mình cũng may mắn, mình có bất đê vậy là để mình đi ăn. Cũng may á, cũng may họ không cho anh ngày 29 tháng 4 á. Có là 4 năm mới được ăn bất đê 1 lần. Đúng rồi, đi 4 năm gần lần ha. Dạ đúng rồi. February là 28 tây là 4 năm. Đúng, xin lỗi. Dạ 29 tháng 2 chứ 24. Không, nhưng mà đối với gia đình anh thì khác nha. Tại vì gia đình anh là vượt biên á. Cho nên là những người mà vượt biên á, theo sanh thấy á, thì họ rất là biết ơn những cái đất nước mà cưu mang họ. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ là mình khổ đi quá mà. Khổ lắm. Mình đi vượt biên gần 2 lần á, mém chút nó gửi gì mình chí quà rồi, tức là nó gửi mình về chỗ cũ á, về Sài Gòn. Nhưng nó nhốt mình luôn. Cần, là bị bắt mấy lần. Đi qua họ là cho nên coi coi mình có dàn dòng kia, họ lục soát hết. Xong rồi họ đánh mình chặn, xong rồi họ bỏ đi thôi. Trời đất ơi. Hết là bên đó đâm tay mới bị đánh thôi, nhưng mà tụi em thì không bị đánh, còn nhỏ thì cũng may mắn. Nếu mà gặp con me đỏ là nó làm thịt mình rồi. Mình may mắn. Nguy hiểm quá ha. Nguy hiểm. Wow. Sao là Killing Field. Bên Long Biên á, bên năm mấy năm đó là Killing Field á. Hay quá. Sắp đến tháng 4 rồi. Dạ đúng rồi, 30 tháng 4 thì là cái điểm của mình năm mình đó. Đó, sắp đến rồi đó, thì cái tháng đó là kỷ niệm là biết bao nhiêu người vượt biên đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh qua bên này là cái lý do đầu tiên mà vì sao mà anh muốn gia nhập thủy quân lục chiến? Là họ có thể là training á, mình muốn được huấn luyện, mà được trả lương, mà được huấn luyện. Dạ. Tại sao mình không có nhiều cơ hội đó để mà mình tiến thân? Hay quá. Dạ. Và như luôn tiện thấy nó có nhiều benefit mà nó có thể giúp không những cho bản thân mà giúp cho nguyên gia đình của mình luôn. Right. Ví dụ lúc may mắn là trước khi qua Nhật là lúc cho lúc nghỉ gần tháng hay khoảng hai tuần đi, mình nói là mình dùng 2 tuần đó mình về Việt Nam, mình chỉ để đơn bỏ lãnh người fiancé qua, mình vừa để đơn bỏ lãnh luôn người mẹ của mình đó, thì trong vòng năm mà hai người đã qua được. Trong khi đó là nếu mà mình không có cái structure, không có stable income này kia,
mà không có gấp quân đội là mình bảo lãnh là không biết chừng nào qua nè. Rồi hai nữa mình vô trong quân đội á, nó giúp mình luôn được quốc tịch nữa. Trước khi mình 95 là mình vô phải không? 96, 97 là mình được quốc tịch rồi. Xong rồi 98 là mình đi về Việt Nam, mình bảo lãnh hai người. Thì mình là anh vô lính anh sướng thế mồ đấy, hy sinh gì? Nói hy sinh à? Hy sinh quá, hy sinh quá, đâu anh lúc rất là khiêm tốn quý vị. Lúc nãy anh nói tiếng Anh cho nên là có nhiều quý vị có thể là không hiểu được, để Sơn dịch lại. Anh nói là tại vì Sơn hỏi anh là cái lý do anh đi thủy quân lục chiến là gì, thổ ban đầu đó khi mà anh còn là thủy quân lục chiến, thì anh nói là đi để mà anh có một cái nền tảng xây dựng tiến thân. Tại vì anh biết là qua bên Mỹ này cái ngôn ngữ của anh không bằng ai, học vấn cũng không bằng ai, cho nên là cần một cái structure, có nghĩa là một cái khuôn mẫu để mà mình làm một cái nền tảng cho mình để mà mình tiến thân. Tại vì về mặt physical là về mặt thể chất, về mặt tâm trí cũng như là ngay cả mặt tâm linh nữa, lúc nãy anh nói đúng không, ngay cả tâm linh nữa, cho nên là nó giúp cho ảnh rất là nhiều và bù lại được rất là nhiều những cái benefit khác nữa. Cho nên là anh rất là khiêm tốn khi mà anh nói như vậy, tại vì anh mà dở là anh đâu có học được ra bằng thạc sĩ đâu, đúng không? You got a master's degree. Yeah, cũng may mắn lắm á. Yeah. Yeah, công nhận là bên Texas đường nó rộng thiệt á chứ. Dạ đúng, mình Texas đường rộng lắm. Mà cái mùa này chắc là mùa lạnh nhất rồi anh ha. Thật sự là đúng là mùa đông là lạnh. Đôi khi phải 5-10 năm thì mỗi 10 năm có tiết rơi thì kia một lần. Thì nó không có mỗi năm. Ông thống đốc tiểu bang này có được người dân đón nhận không anh? Dạ được, wow, ai cũng thương ông Greg Abbott hết á. Thì ông mất hết là hai cái chân, nhưng mà ông rất là ông ngồi xe lăn, nhưng mà ai cũng hâm mộ ông hết. Tại vì ông bảo vệ cái border là chặt chẽ đó. Đó kỳ vừa rồi là biết bao nhiêu cái vụ mà ông là đấu tranh với lại bên Federal đó, cái vụ di dân bất hợp pháp đó. Dạ đúng. Đó. Mà còn ông tổng thống ông governor của mình là ông rất là kiên cường và rất là nhẫn nại và cũng như là về persistent á, tức là ông không có cho lung lay cái vấn đề là ông ai nói gì nói, nhưng mà ông cũng kêu gọi là 25 tiểu bang đồng minh của ông để hỗ trợ ông. Cái MOS của anh hồi xưa là gì? Ngày xưa đó là trước khi mình vô gọi là thủy đoàn một chuyến á, là mình là personnel and administration. Okay. Tức là anything deal with HR, human resources á. Ví dụ mình take care of pay nè, take care of order nè, service record book, rồi awards, separation, name of training vân vân gì đó, name of few. But anything deal with paperwork này. Yeah. Sắp tới rồi đó. Yeah. Ooh, I can see it. Yeah, right here. Oh, thấy rồi kìa. Ở đây kế bên mình có nhà hàng nha. Đây có tiệm nail đó nè. Tiệm nail nữa. Chán chán là mấy anh lính của qua đây làm nail không? Dạ đúng rồi. Làm lash luôn kìa. Đúng rồi, lash luôn. Lash brow luôn. Có cái donut shop của đại hàng. Coco donut. Kế bên đây có nhà băng nữa. Dạ có khám sức khỏe, qua bên đi khám răng được nè. Chờ có Boba Tea nữa kìa. Trời ơi. Ở gần trong cái khu mà đồ ăn gì mà quá trời quá đất vậy. Dạ yeah, đúng rồi, đây nó cũng tiện. Giờ mình về lại ha. Mình rồi lại, ok, bây giờ mình phòng. Tới văn phòng rồi đó. Yeah. Ghé thăm văn phòng của anh Lúc hôm nay như thế nào ha. Yeah. Xin mời anh lính dẫn đường. Wow, đây coi ở ngoài nè. Ở ngoài có cái hình này nhìn đẹp quá ha. Đúng. Để Sơn quay coi. Rồi. Đây. Hình văn phòng của lính Mỹ nè quý vị. Đây là giờ làm việc nha. Giờ làm việc. Rồi, Army National Guard. 20.000 bonus luôn hả? Yeah, bonus is that, đó là incentive á, là 20.000 á, for serving in your community. Là đi bán thời gian thôi đó. Đi bán thời gian thôi. Dạ đúng, 6 năm á là đủ điều kiện. Yeah, live here, serve here, college now. 130 job available. Job available now. Vậy? Yes. Okay. And your professional certificate to the
nó gọi là credential program we have. Khu, nó gọi là khu. Còn tuyển chấp nấu ăn không? Cho Sean một slot được không? Dạ có, đây nấu ăn ha. Thôi bây giờ mình đi vô trong đi. Rồi, ok. Dạ, mời anh. Wow. Wow, văn phòng lớn quá quý vị ơi. Quay 360 độ cho khán giả coi coi. Văn phòng lớn thiệt á. Beautiful. Vô đây một cái là thấy hai cái bảng này. À đây là những người mà ai cũng có thể đi lính được bên Mỹ này, ngay cả những em học sinh, sinh viên đang đi học cũng có thể đi được nữa. Có một cái điều hay là như vậy. Mà rất là một cái điều rất là đặc biệt nữa ở nước Mỹ đó anh. Đó là đi lính không bị ép buộc. Không phải là nghĩa vụ quân sự như là Việt Nam hoặc là Đại Hàn hoặc là bên Singapore chẳng hạn. Dạ đúng. Không. Hoàn toàn là tình nguyện hết. Không ai ép ai phải đi hết. Dạ. Ừ. Đặc biệt là 17 tuổi có thể tham gia nếu mà cha mẹ phụ huynh đồng ý ký tên cho con em của mình. Nhưng mà khi mà tham gia là phải cũng phải trải qua một cái quá trình gọi là sàng lọc nữa đúng không anh? Phải pass những cái test tiếng Anh, toán, rồi có science ở trong đó nữa, rồi ngay cả thể chất nữa đúng không? Dạ đúng. Ok, về vấn đề podcast á, thì thi khoảng 1 tiếng, 2 tiếng á, về tiếng Anh và toán. Tiếng Anh thì có hai phần, nó gọi là word knowledge và paragraph comprehension. Toán có hai loại, nó gọi là arithmetic reasoning and mathematic knowledge. Ừ. Nói chung là chủ yếu là 4 phần, toán là có 2 phần, tiếng Anh là có 2 phần. Toán với tiếng Anh không thôi. Toán là có toán thường với lại toán đố. Còn tiếng Anh thì từ vựng với lại đọc bài đúng không? Dạ đúng rồi. Nó cũng nói thì nó đơn giản nhưng mà nó không dễ đâu. Tại sao nó từng nhìn qua cái test này rồi nó không dễ đâu nha. Các bạn cũng phải học bài dữ lắm đó. Nhưng mà không sao. Mình có thể làm những cái practice ở trong office đúng không anh? Dạ đúng. Đó. Và mình có cái app. Bây giờ là Army nó có cái app này. Nó gọi là Army Asphalt App. Xong mình có YouTube. Ví dụ là nó gọi là Hero Grammar. Ở đi qua bên này coi cái bàn làm việc của anh coi. Son qua bên này là son thấy có nhiều đồ vật quá. Đó, ở trên này nè, trời đất ơi, quá trời quá đất nè. Cái gì đây? Mấy cái này là mấy cái lanyard đúng không? Dạ đúng là lanyard. Lanyard, mấy cái này là cho những em học sinh đúng không anh? Dạ đúng. Tất cả em học sinh nào mà thích thì mình tặng cho những học sinh đó. Cái gì đây? Bút viết rồi tùm lum nè. Viết. Mình có viết gì nữa mình. Còn cái hộp này là hộp gì anh? Cái này cho phụ huynh, cái này cho cha mẹ, nó gọi Proud Parent Pocket. Ở trong đây thì mình rượu XO mấy cái đồ lặt vặt linh tinh thôi. Trời ơi. Để mình có đây là ly uống nước đây. Tưởng thì, parent là phải cho XO hay là Hennessy kia. Hennessy hả? Cũng được, nhưng mà lại party đó. Khi nào mà đậu National Guard mà xong mình đem champagne tới mình celebrate. Trouble. Thôi có để hình đứa con nó gọi là ở trong bức khen ví dụ gì đó. À, hay quá ta. Bỏ license plate nè. License plate vô. Parent. Cũng hay. À, mình có mấy cái lạc vặt cũng như việc quá này kia. Không có cái này đeo được. Ở đây mình có 3-4 màu nè, 3 màu ha. Áo này là mình có thể mặc uniform luôn cũng được. Cái nó màu xanh á, nó hợp với uniform. Rồi để xem coi cái chất liệu nó làm sao. Chất liệu cũng good á. Cotton nè. Cotton. Mát. Yeah. Có nhiều loại size. Mình có small, medium, large hoặc là extra large. Mấy cái áo này là cho free luôn. Dạ, yeah, free. Mà ở đây là mình chủ yếu là mình ghi danh những em mà đi lính bán thời gian thôi đúng không anh? Dạ, đa số là bán thời gian, dạ đúng. Yeah. Nhưng mà nếu mà họ muốn full time thì không được. Tại bây giờ là mình đang có cái border mission đây, nó gọi là OLS, Operation Lone Star. Tức là anh chị em nào mà, bạn trẻ nào mà ra trường mà muốn làm việc full time thì mình sẵn sàng gửi họ xuống dưới biên giới để mà phục vụ cho Texas của mình. Rồi đúng rồi, bây giờ là cái nạn di dân lậu rồi, nó giống như là một cái khủng hoảng lớn của nước Mỹ vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi ở đây là cái gì đây? Đây mình có mấy cái plan ở đây. Có câu người ta nói là mình people don't plan to fail, but they fail to plan. So we have no plan, we plan to fail. Okay. So planner giống như là planner. Mấy cuốn vở mà mình lên kế hoạch đúng không? Đây có một cái mấy cái ngăn đây. Ví dụ là okay, hiểu rồi. Daily planner. Okay, monthly, daily, weekly project notes. Và đứa em nào đi học đều có cái planner rất là tốt.
Tại vì có thể không những bỏ số điện thoại của bà cô, nhà trường vân vân á, để mình có reference. Đúng rồi, mình điền đơn mình cần reference, mình cần địa chỉ này kia vân vân gì đó. Rồi, bây giờ coi cái trước tiên là cái patch này. À, đây là Lone Star đó. Nó gọi là Lone Star đó. Mình đây là Texas Recruiting Command. Mà nó gọi on on Recruiting Retention Command. Thì mình đeo cái patch này bên trái. Còn cái badge bên phải á thì mình đeo với cái cờ Mỹ. Cái cờ này là tượng trưng cho National Guard, tại vì mình là thuộc về nó gọi là bộ binh quốc gia mà. National Guard. Thì cái này cái badge nhỏ dưới này chữ T này nè là tại mình deploy những người nó gọi là combat badge. Combat badge thì mình deploy thì mình được cái badge này là tượng trưng cho Texas. T là Texas. Có những người mà là Ranger đó thì họ cũng đeo bên này hay là họ đeo bên phải? Ranger thì cũng nãy mình nói là bên cái unit đó là bên phải bên trái. Nếu mà họ deploy á, là họ đeo bên này dưới cái cờ. Okay. Deploy okay. Mình nói là combat badge. Hiểu rồi. Rất là nhiều ha, có nhiều đơn vị lắm, mỗi đơn vị nó đều đeo một cái khẩu hiệu riêng đúng không? Một cái marking riêng cho đơn vị đó. Nó cũng giống như là một cái niềm tự hào riêng cho một người lính đó đúng không anh? Nói đúng rồi, mình có rất là nhiều đơn vị. Nó là Texas National Army National Guard á. Rồi mình có như là TMD, nó là Texas Military Department á. Rồi mình có cũng như là cái đơn vị đây là một vài cái content đây. Xong mình có breakdown, ví dụ là có nhiều cái đơn vị giống vậy. 36 Infantry. Nãy mình nói là the 6 ID á, Infantry Division. Mà nhiều khi là chung, nó có nhiều đơn vị quá, nhiều khi chung binh chủng với nhau, chung cái quân chủng với nhau mà cũng đâu có biết đơn vị này là đơn vị nào đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều đây quá. Có nhiều phần. Ví dụ phần engineer đây, không có phần transportation. Không mà cái này nãy nó nói là infantry ha, brigade ha, team, combat team, sustainment brigade, infantry brigade combat team. Không mà 136 thì nó gọi là maneuver engineer mấy gì mechanic enrichment okay. Enhancement chứ là motor command á. Nói chung là nhiều quá. Dạ, còn đây là cái bảng này thì ai cũng có hết á, US Army. Đúng. Cái này là last name của mình. Last name. Last name Lou. Yeah, ok. Còn đây là cái ranking của mình đó. Đúng rồi. Staff Sergeant đó. Staff Sergeant. Perfect. Mình có nó mình phải mặc cái nó mà cái nón luôn, cái nón luôn. Staff Sergeant luôn. Đúng rồi. Là E6. Cái nón luôn. Dạ, E6. Còn cái nón sao cũng để tên á. Sao cũng có tên luôn, hay ha. Dạ. Có nghĩa là ai mà đứng đằng sau mình là biết tên để mà biết gọi. Nhưng mà gọi như thế nào, gọi Mr. Tại đâu thấy ranking của mình đâu. Thì gọi luôn cũng được không sao, tại vì có cái Mr. Như... thật sự là nó hay là sờ. Không. Nhưng mà người là ví dụ là như mình... là một ông tướng đi, general đi. General Lou. Đúng rồi. Đâu thế nào mà một người binh nhất binh nhì mà đứng đằng sau mà gọi Lưu đâu có được. Dạ không được, cho nên mình gọi là sir. Thằng ông mà gọi là sir, thằng bà mình gọi là mem. Chắc ăn nhất. Dạ. Đúng rồi, không nên gọi tên. Không nên gọi tên. Mặc dù là thấy tên đó. Mặc dù thấy tên. Dạ đúng. trừ khi cái ông đằng sau là president gọi dạ, tên được. Dạ đúng. Nói đùa đây. Ôi, ở đây có một cái nón nữa nè. Ok. Cái nón cối này nè. Nó cố này là anh đội khi nào? Cái này là đạn bắn không lủng. Không lủng luôn, chắc không? Bulletproof. Cái này đã thí nghiệm rồi. AK-47 bắn lủng không? Rồi, mà cái này mình bỏ vô cái Night Vision bên đây nè. Night Vision. Cái này nó gọi ballistic, nó bắn nó chật. Nó nổ không sao, mấy cái gần đây nổ không sao. Tại nó có safety. Cái này nó còn êm hơn là cái nón mà đội đi xe mô tô bên Việt Nam nha. Dạ, nó có nón nó có, nó êm dễ sợ luôn ở trong này nè. Nó tạt ha. Đó anh đội vô thử coi. Thử coi. nó có cái dây nó wrap ngay cái cầm của mình đó đúng không? Dạ đúng. Nó có cái này cái chin strap ấy. Wow. Đội vô thấy đẹp trai liền ha quý vị. Rồi. Đây anh lính Lưu đây. Rồi. Lưu đây. Hay quá. Sành thích cái strap của nó đó. Ngay cái cầm của mình nó rất là chắc ha. Ở đây có rất là nhiều đồ nè. Nè Sành thấy nè. Anh chuẩn bị hết. Ồ đây có giày nè, giày boot. Giày boot. Ok. Ai mà mang vừa là tặng cho người mà có duyên á. Cái này là chuẩn bị đem tặng đúng không anh? Dạ đúng rồi, mình lại tết mình phải có quà tặng chứ. Đúng rồi. Rồi mấy cái này là mấy bữa nay anh có tìm được ai để mà tặng chưa? Thưa anh Son thì chưa. Trên lý do muốn gọi là gặp anh để mà mình tâm sự cũng như là chia sẻ với anh là mình cần sự ủng hộ của đồng hương của mình á.
Dạ. Nhân việc Tết năm nay nè, thì mấy em bạn trẻ 17 tuổi tới 35, nếu mà anh mấy em bạn trẻ nào mà thích mặc uniform á thì cứ mặc thử đi. Hay nếu quá. Mặc vừa mình tặng cho. Coi như đây là tặng free luôn ha anh, dạ, không có lấy tiền đúng không? Dạ đúng, không có lấy rồi, tiền. Rồi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Giày dép nè, áo nè, rồi bên này nữa. Có ai chơi football không? À, Super Bowl vừa mới hết rồi nhưng mà football này để về chân cũng được. Rồi có cái đồ gọi là treo chìa khóa nữa nè. Đó, rất là nhiều luôn. Planner nè, ghi vào cái thời khóa biểu của mình. Rồi chai XO cho phụ huynh đúng không? Đúng, XO. Nhưng mà là chuyện celebrate thì XO mình có cái nó gọi là yearbook nữa. Ông ơi, đúng rồi. Xe đó, à, chứ nếu mà mình vậy muốn đem vô. Vậy là phải nói các bạn gọi vào. Số phone của anh là số mấy để các bạn gọi vào là anh gửi đến cho các bạn nè. Miễn phí đúng không? Okay, đúng. Đúng. Số người chỗ làm mình đó là 512-289-9231. 512-289-9231. 9231. Yeah. Gọi đến để mà tìm anh Lưu. Lưu. À, gọi đến là cái số này là số của anh Lưu đúng không? Dạ đúng, mình có cái số hiệu tin nữa. Số hiệu tin của mình đó là cũng nhiều chuyện làm luôn. Số hiệu tin nhiều làm, thật cái số kia là Austin. Austin 52. Số hiệu tin của mình là 832. Ok, 922 5853. Thêm một nữa là 832 922 5853. Ok. Dạ, hai số làm rồi. Rồi các bạn hãy gọi ngay cho anh Lưu nha. Để cho anh Lưu hướng dẫn các bạn nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi gì thắc mắc về việc đi lính. À, không phải là đi lính nào cũng giống nhau đâu. Đi lính có full time, part time, cũng giống như là toàn thời gian và bán thời gian. Và có rất là nhiều job khác nhau nữa. Như lúc nãy anh nói là 130 job đúng không? Dạ đúng. 130 công việc ở trong đó. Từ lái xe tải, lái xe tăng cho đến gọi là làm quân y, nấu ăn, cho đến hậu cần, cho đến kế toán, cho đến làm về computer. Ngay cả muốn gọi là lái trực thăng có không? Có luôn. Có luôn, lái trực thăng có luôn. Aviation unit, yeah. Yes. Nhiều lắm, nhiều rất lắm, là nhiều lắm. Job đếm không hết đâu. Yeah. Cho nên là nếu như các bạn muốn một cái sự challenge, muốn thử thách bản thân mình thì phải gọi ngay cho anh Lưu để cho anh Lưu cố vấn cho các bạn tìm cái hướng đi nào mà thích hợp với cá tính cũng như là với cái sở thích của các bạn. Đúng không? Để cho chúng ta, cái tuổi trẻ của chúng ta không có bị lãng phí. À, gọi ngay cũng để được tặng quà nữa. À, hay quá. Giờ phụ huynh gọi có được tặng không? Dạ được. Được luôn. Hay quá. Phụ huynh gọi là gọi cũng được tặng luôn. Wow, nhiều đồ quá. Dạ coi. Cái đạn này sao mà bự dữ vậy? Đạn đại bác hay gì mà to vậy anh? Dạ thì cái này là viên đạn, nó gọi là cũng như hơi giống silver bullet á. À. Mình dùng để mà không những cứu mạng cho mình mà cứu luôn gia đình của mình nữa. Và community của mình luôn. Cái này nó gọi là mình momento á. Momento, ví dụ mình làm giỏi thì mình có mấy cái trophy này kia không vâng gì đó. Thì ông bạn này đã làm, nó gọi là veteran rồi. Làm lâu hơn... hơn Saxon Lou này thì đây thì có quà tặng của Sergeant Major Region 2, mình là Iron Horse đó, thuộc về Region 2 ở Houston á. Thì top team of the year. Wow, có cúp nữa. Top giống sale. Như này giống World Cup vậy trời. Hả? Sale đó. World Cup. Hay đúng quá. Rồi, lấy ra coi cũng được không sao. Thôi được rồi. Rồi. Nặng không? Bỏ bia vô đi uống nè, bia uống luôn. Nè. Wow. Đó. Hết sảy okay. Ha. Yeah. Mấy cái coin rack này là gì đây anh? Coin này đó là memento á. Thì là souvenir và kỷ niệm của mấy cái unit này kia ông Vân của mình. Nó tượng trưng cho mỗi cái unit đơn vị của mình đó. Yeah. Ồ, đơn vị nào có hình giống như con rắn ha. Ồ, cái này Cobra của mình á. Cobra. Rắn ông mang đó. Đúng, Cobra command là của mình recruiting á, command á. Ừ. Yeah, cái này là có rank này kia ông Vân ha. Hay quá. Fortress. Ừ. Yeah. Ok, bây giờ mà new benefit ha, mình nói bây giờ nếu mà Sean là một bạn trẻ đi mà muốn đi lính bán thời gian đi, gia nhập vào về bên quốc gia, mình vẫn còn ở trong cái tiểu bang của mình, không cần phải ra chiến trường, thì những cái quyền lợi của mình là gì thưa anh? Dạ, quyền lợi rất nhiều, mình tóm gọn lại là ví dụ về education, về giáo dục ha. Ừ. Thì mình có bốn loại tiền ha. Ví dụ là tiền là federal tuition assistant, xong mình có state tuition assistant, xong rồi mình có MGI bill reserve,
Nếu mình đi gọi là one week in a month, two week in a summer, nó gọi là reserve MGLBU á. Xong mình có luôn cái Hazelwood nữa. Hazelwood nghĩa là ai mà serve trong Texas này á, là nó gọi là mình có no tuition exemption. Tức là chính phủ gọi là governor của mình nó cho mình cái benefit đó, gọi là cái quyền lợi đặc biệt á, là mình không cần phải trả tiền để mình đi học. Bất cứ cái trường nào mà thuộc về state hoặc college or university. Mà mình phải sống ở Texas. Yeah, thường đa số sống ở Texas đây. Dạ, nhưng mà mình không xài không sao hết, mình hãy cho con cái của mình. Okay. Là vợ của mình, nếu mà mình ở nhưng mà qua đời vân vân vậy đó. MGLBU mà nó gọi là post-911 đó, thì mình có thể để lại cho vợ của mình hoặc con của mình luôn. Post-911. Okay. Coi như là mình được học bổng từ liên bang nè, học bổng từ tiểu bang nè, rồi mình được cái GI Bill của lính nè, cái đó là học bổng từ trong lính á, cũng giá trị lắm, rất là nhiều tiền luôn. Rồi mình còn được cái học bổng Hazelwood như anh nói đúng không? Dạ, Hazelwood. Hazelwood của Texas. Còn nếu như mà ai là Cali là chịu thua. Không được cái này. Hình như nghe có hai tiểu bang thôi nha. Tiểu bang Texas và là Illinois là hai tiểu bang nó có Hazelwood. Okay. Mấy tiểu bang khác là hình chắc là ưu đạo á. Không phải ưu tiên, phải ưu đạo. Nói chung như là cái những cái quyền lợi về giáo dục thì ba cái kia là quá đủ rồi. Quá đủ. Quá nhiều đủ dài rồi. Chưa tính 20.000 tiền bonus mà lúc nãy quảng cáo ở ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. 20.000 bonus đó dành cho những bạn mà đi bán thời gian đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đặc biệt thêm nữa, mình có incentive for bonuses. Incentive ví dụ nó gọi là MGLBU kicker. Tức là mình không những đi học mà mình có tiền rồi nhưng mà nó cho thêm nữa. Nó là top up á, nó cho mình thêm ví dụ mỗi tháng ví dụ 300 hoặc là 380. Để cho thêm tiền để mà mình trang trải trong vấn đề đi học, là chỗ ở kia vân vân vậy đó. Nếu mà mình nội trú trong nhà trường nó gọi là dorm này kia của university á, OTC này kia là nó có cái program riêng của nó nữa. Dạ. Yeah. Cho thêm tiền nữa. Okay. Hay quá. Rồi bây giờ anh nói giáo dục rồi, bây giờ còn quyền lợi gì nữa? Dạ thì quyền lợi thứ hai ha. Quốc tịch dĩ nhiên là được rồi. Vô quốc tịch luôn. Dĩ nhiên, dĩ nhiên là quốc tịch nó ưu tiên. Nó gọi là nó có preference á. Thí dụ là nộp đơn gọi là nó mau hơn. Thí dụ là lúc nè. Mới vô khoảng năm sau là mình nộp đơn có là có quốc tịch liền. Normally vào khoảng cao lắm 1 năm. Cao lắm là 1 năm. Thì khoảng đó đó. Nhưng mà ngày nào mình raise up right hand á, mình thề á, tiên thề á, thì mình nộp đơn liền. Sean biết có bạn vô phải nói là 1 tháng thôi là đã có rồi. Cũng có hả? Active duty ha? Nhanh lắm. Wow. Active duty đó. Okay, reserve đó. Thì Sean không biết. Yeah. Nhưng mà reserve thì Sean nghĩ nó cũng nhanh như vậy luôn á. Dạ yeah, đúng rồi. Rồi mình nói khoảng 1 năm thật sự nó nhanh hơn. Nhanh lắm. Tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái người nộp đơn nữa. Rồi còn y tế thì sao? Y tế thì healthcare thì mình có nó gọi là TRICARE. Gọi là mình có PRAM là TRICARE cho gia đình đó. Remote đó. Tức là mình muốn là PCP hay là HMO. Ủa vậy là vợ con mình được luôn? Cũng được luôn. Oh. Dạ. Mình có thể chọn bác sĩ riêng của mình. Cha mẹ mình được không? Xung quanh. Cha mẹ, nếu mà mình claim cha mẹ là dependent thì cũng được. Nhưng mà case by case thì theo khó nếu đó. Mình take care cái cha mẹ mình hay không. Nói chung là khi mà người ta nói gia đình thì người ta ám chỉ là vợ con mình hoặc là chồng con mình thôi. Dạ đúng. Dạ. Ok. Dạ sao là vậy. Nãy giờ anh cover được giáo dục, y tế rồi, quyền lợi rồi. Quyền lợi mua nhà. Mua nhà nữa. Đúng, ok. Mình có, nó gọi là VA loans. VA loans. Nếu mà mình reserve thì mình chỉ deployment là khoảng, nó gọi là 6 tháng thôi. Còn 180 ngày là mình đủ điều kiện để mà mua nhà rồi. Mình có thể gọi là veteran rồi đó. Thì VA á, nó gọi là serve, those who serve. Thì mình serve country mình á, thì VA nó cho mình cái quyền lợi cũng như là cái ưu điểm là mình mua nhà khỏi down payment, khỏi no closing cost. Tức là không cần phải trả tiền lệ phí, giấy tờ kia vân gì đó. Yeah. Gọi là closing cost á. Nó khác là mình mua nhà là mình dọn vô ở đó. Nó rất là dễ dàng. Ok. Rồi, còn bất cứ quyền lợi gì mà anh muốn chia sẻ nữa không? Sao biết là nhiều lắm, nhiều lắm nói giờ không hết đâu. Có cái câu người ta sinh lão bệnh tử đúng không? Nãy mình cover là sinh ra là mình bắt đầu mình có healthcare là take care vấn đề sức khỏe rồi đúng không? Xong rồi mình già nua đó thì mình có ví dụ là nó có disability nếu mà ai đủ điều kiện.
Xong rồi là mình có luôn cái cemetery nữa, National Cemetery á, tức là chôn cất của veteran là miễn phí. Chôn cất luôn, mai táng luôn. Bệnh thì khỏi lo, nếu mình 100% disability á, là nó lo luôn cho mình, trả mình có 100% luôn á, tức là VA take care, không những là người mà disabled veteran, Win trả luôn gia đình luôn. Ok, và mình survivor benefit, nếu mà lỡ như họ mất qua đời, MIA, Mission Action vân vân vậy đó, khá là benefit, nó gọi là survivor, thì nó gọi là truyền lại cho vợ cái. Mình hay con mình. Ok, yeah, legacy á. Hay không, nhưng mà sao nghĩ là mấy bạn trẻ bây giờ chưa quan tâm đến những cái chuyện mai táng đồ này kia đâu, đúng không? Giờ là chỉ quan tâm đến gọi là cái gì trước mắt, thực tế đi. Giáo dục y tế, rồi sinh sống, đời sống, vậy là ok rồi đó. Còn cái chuyện mà già nua thì mai này tính. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi, tại cái thật sự mình nói long term care, ví dụ đi. Đúng rồi. Cái đó là mình có hai cái retirement home. Thì average là long term care là nursing home, ví dụ là ít nhất là 86,000 năm. Ví dụ vậy tùy theo chỗ. Nhưng mà nếu mà mình mention vậy là ví dụ là cái chương trình gì hưu. Nên mình nó gọi là cái pension đó là ví dụ là sớm bình thường là 20 năm thì hưu, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái tuổi trẻ bây giờ là nó sớm khoảng 30 năm, nó gọi là BRS, Blended Retirement System. Thì nhân lên đó là khoảng 20 năm, nhân cho khoảng 30 năm thì họ mới đạt được 50%. Hôm nay là vậy. Nhưng mà họ có hay cái đó, mình bây giờ có nó gọi là TSP, Thrift Saving Plan. Thrift Saving Plan đó cũng giống như 401k mà thôi. Của mình nó gọi là cũng giống như Teacher Nudie vậy đó. Thì mình bỏ vô one matching, mình bỏ vô 4%, phải không? Chính phủ cho mình 1%, thấy không? Thì cho nên mình cái tiền đó là tiền của mình, thì là mình thay mình trả thế về pre-tax đó, là mình bỏ vô nhiều, một năm mình bỏ 18,000, no rồi. Problem ha. Sau này mình cần tiền á, emergency fund á, mình mượn, mình lấy cái tiền đó ra, mình làm business cũng được, mình mua xe cũng được, mình xài bất cứ chuyện gì mình muốn. Mình học chí mình có thể gửi con cái đi đại học, thêm tiền đó cho họ, cũng được. Cái tiền đó là nó, mình có mượn ra nó chặt mình có ít lắm, 20% mà. Khoảng đó đó, tiền của mình mà. Rồi bây giờ quay trở lại cái việc mà đi lính bán thời gian như thế này. Anh có thể nói cụ thể hơn, có nghĩa là những em nào mà muốn đi lính part time thì chỉ đi on the weekend là đúng không anh? Thứ bảy chủ nhật thôi, mỗi tháng một lần đúng không? Dạ đúng. One week in a month, 2 weeks in the summer. Hai tuần một năm là phải đi training đó, 2 tuần mỗi năm. Rồi. Đa số mấy cái unit là vậy. Chứ không phải là đi từ thứ hai đến thứ sáu quanh năm suốt tháng như là những bạn mà đi full time đúng không, toàn thời gian. Dạ đúng. Nó khác là cái Mulder đó, nó gọi là Mulder là maximum là 48 hoặc cao lên cho 50 đi. Một năm là mình sign up là 6 năm, nhưng mà chạy ra một năm mình serving khoảng 50 ngày, no more than 50 ngày. Thì 50 mà nhân cho 6 là nhiêu, là 300 ngày. Thật sự có 300 ngày là dưới một năm. Mấy em bạn trẻ cứ yên tâm, hồi đó là mình không có serving qua khỏi cái 300 ngày. Mình để Thompson Lưu nói, tại vì là đi là cái unit đó nó thích đi 3 ngày cũng được, thì ví dụ thứ bảy chủ nhật, thứ sáu thứ bảy chủ nhật, tại khi lái xe xa, khi vâng họ muốn cho có thời gian lái xe đó thì là 3 ngày. Nhưng mà tổng cộng cái Mulder là Mulder 48 là không quá được 50 là một năm. Và một năm 2 tuần thì đúng là đó, thì cộng vô mình trả tiền cũng giống như là full time vậy đó. Hay quá, hay quá. Nhưng mà cái mà Son thấy thích nhất là cái gì anh biết không? Tất cả những cái quyền lợi mà anh vừa nhắc đó, Son thích nhất là cái uniform đó. Uniform là mình phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, một đất nước mà mình mang ơn, đúng không? Một quê hương thứ hai của người Việt Nam và một quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Chiến đấu bảo vệ cho cái lý tưởng tự do dân chủ, bảo vệ cho hiến pháp, chứ không phải là bảo vệ cho ông tổng thống này hoặc là ông tổng thống kia. Đó. Đó là một cái điều rất là đẹp, rất là tuyệt vời khi mà anh mặc cái áo như thế này, một bộ quân phục như thế này. Đó. Anh cho người ta biết cái lý tưởng của mình là gì, mình mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì, và mình bảo vệ cái gì, cái gì quan trọng đối với mình, cái giá trị của mình là gì. Đó là cái điều rất là đẹp. Cho nên là những bạn mà đang bị mất phương hướng, không biết mình nên làm gì, thì tại sao không ghi danh vào để mà đi lính? Nếu như các bạn không muốn đi full time, toàn thời gian, thì các bạn có thể đi bán thời gian. Và hãy gọi ngay cho anh Luke Lu. First name Luke, last name Lu.
để mà biết thêm chi tiết, tại vì thời gian có hạn, mình không thể nào nói hết tất cả những cái chi tiết thông tin qua cái chương trình này được. Trước khi kết thúc gọi là lúc có món quà tặng cho anh Sean. Ồ vậy hả anh? Dĩ nhiên. Trời ơi, yeah. Hôm nay đi chơi mà còn có quà nữa. Của quà gì vậy? Surprise. Really? Mở ra là biết liền. Really? What is it? Ok. Mình có cái món quà đặc biệt đây ha. Vậy của Tông Nhiều. Có câu người ta nói là mình phải uống nước thật nhiều, rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. Tại vì cái thân thể của mình là chứa là 75% là nước rồi. Ồ vậy đó. Nên hả? Là em trời đất ơi, phải uống một ngày một ca lông. Trời nước. Ơi. Thì anh chuẩn bị uống nước để mà chuẩn bị quân trường hay là cho tập thể thao Olympic kia không vậy đó. Wow, cái này mình đựng bia được không anh? Đựng bia cũng được luôn. Nó giỡn. Anh mở ra coi cái này mà bỏ bia cũng được. Đi cắm trại cũng được. Wow. Trời, cái bình dễ thương quá, okay. Đẹp quá. Dạ. Yeah. Trời ơi. Anh muốn bỏ đồ ăn vô cũng được đó. Đồ ăn cũng được luôn. Lên xuống đó, bất cứ gì cũng được. Đậy lại. Wow. Nhìn xịn sò quá. Dạ, yeah. Nếu mà anh muốn bỏ nước khăn gần thì anh mở ở đây nè, anh bỏ vô đây, nước khăn gần đây cũng được. Dạ. Yeah. Khỏi đổ. Rồi, cái này chắc là đừng, mình đựng nước thôi. Đây đựng nước ha. Dạ. Yeah. Rồi. Ok. Không có cái bị nhỏ ở đây ha. Để mình bỏ cái này vô nó dễ dàng hơn. Wow, tuyệt vời quá. Đây với cái này là cái bát này nó gọi là National Guard ha. Texas Strong. Wow. Texas Strong. Chữ Texas đó nha. Yeah, tới Texas phải có đầu Texas chứ. Này bỏ vô dừa. Trời ơi quý quá, hôm nay đi chơi mà còn có quà nữa quý vị ơi. Ok. Trời ơi. Rồi mình kéo lại zip lại cho anh. Rồi. Tại vì bắt đầu lật cái thông tin này anh hít rồi bỏ vô, mình có mấy cái plan nào nữa, quên bỏ plan nào cho anh nữa. Rồi bên đây, bên là của anh bên đây. Anh thích cái lớn hay cái nhỏ? Cái lớn đi. Cái lớn thì đúng rồi, cái lớn. Mình nói lý do lớn. Là tặng anh cái này biết gì không? Sao? Để anh năm mới chúc anh làm ăn phát tài. Vậy đó. Mọi chuyện tấn tới, tấn lộc. Mọi người qua chơi thuận lợi. Dạ. Ăn khăn thịnh dưỡng. Mong là quý vị subscribe là được rồi. Dạ, đúng rồi, subscribe. Ok. Dạ. Rồi, hai nữa là biết gì không? Cái research của hàng Harvard University á, nó nói là trong 100 người học sinh á, là chỉ có 5 người phần thành công. Mà có thể làm nhiều tiền hơn 95%, 95 người. Tại sao? Tại họ có plan. Ví dụ có ông mà Mark Zuckerberg nè, ông Bill Gates nè, thấy không? Hay là ông là Jeff Bezos, hay là mấy ông mà làm ra ăn tỷ phú á. Dạ Elon Musk thì vân vân, hay là ông mà bị sắc bên kia đó. Thì gọi là họ có plan go. Chứ mình phải có plan go. Tuy mình nghèo hèn đến đâu đi nữa mà vẫn còn có vốn vô tận. Nếu mà có plan và có cái goal của mình, phải có kế hoạch, phải có mục tiêu và phải lên kế hoạch, đúng không? Mình phải lên kế hoạch. The people don't plan to fail, they fail to plan. True. So for those who have a plan, they can attain the goal easier and quicker. Pick your vision, find your dream. Right. You have to and then write it down, because you build your mind, but you build on paper and you just build it. Anything in life, you have to nó gọi là pay the price, right? Yeah. Rồi, Sean sẽ về nhà và Sean sẽ viết hết những cái plan của mình lên trên này. Dạ, dạ, đó. Xong năm tới anh em mình gặp lại nha. Đúng rồi. Nhớ là anh muốn đạt được cái gì á, xong rồi you have to declare that each other and then we support each other. If I don't know your plan and how can I help you, right? Right. You have to say it out loud. Have a conviction, right? Have passion about it. You have a dream, right? Rồi, xin các bạn trẻ hãy gọi ngay cho anh Luke nha để mà tìm hiểu thêm chi tiết. Tại vì nói chuyện qua phone thì anh ấy sẽ giải thích cho các bạn nhiều hơn. Nếu mà các bạn muốn có cái sự cố vấn của Sean Lê nữa thì Sean Lê sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Số của Sean Lê là 703. Xin lỗi. Số phone của Sean Lê là 714-703-6348, 714-703-6348. Nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết về quân chủng hải quân hoặc là những cái ý kiến riêng của ý kiến cá nhân của Sean Lê thì hãy gọi cho Sean và Sean sẽ cố vấn cho các bạn và sau đó là Sean sẽ chuyển đến cho anh Luke. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới. Thân ái kính chào. Bye bye. Sale, chỉ nửa giá tại Happy Too Easy. Để dọn chỗ cho hàng mới, Happy Too Easy bán clearance sale chỉ nửa giá.
cho nệm memory foam cứng chống đau lưng, hàng tồn kho cũng như là floor sample. Nhưng số lượng có hạn, xin nhanh nhanh. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, 100% cao su thiên nhiên. Có finance không tiền lời, có shipping nệm cao su đi các tiểu bang. Happy Too Easy 714-897-6100 hay 714-487-7889. Chúc mừng năm mới, Helotron kính chúc với đồng hương an khang thịnh vượng và kính mời quý vị tham dự nhạc hội mừng xuân Giáp Thìn hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức bên trong tiệm Helotron Houston trong 2 ngày thứ bảy ngày 9 và chủ nhật ngày 10 tháng 3, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Công Thành và Liêm, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Anh Khoa, Sơn Tuyền, MV Quát, Đỗ Tiên Dung, Đăng Vũ, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, Anh Thanh Anh Tài, Ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt Cao Hồng Sơn 6 tuổi, cô đặt bún lọ sale chỉ 75 đồng, đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Và chương trình hoán đổi ghế massage cũ, sofa, bàn ăn, nệm cũ từ 500 đến 1.000 đồng. Để mua ghế massage mới làm tại Nhật, bàn ăn, sofa da, nệm cứng chống đau lưng 100% made in Italy vẫn còn đang tiếp diễn. Giường trị liệu massage nhiệt Seragem Master V6 made in Korea với các chức năng kéo giãn cột sống và châm cứu nhiệt, giúp khai thông huyệt đạo, trị đau cổ, nhức vai, đau tê tay, giãn tĩnh mạch chân, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Giá 8.000, sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời. Đón mừng xuân mới, hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ trong chương trình nhạc hội miễn phí và cuộc đại hạ giá vô cùng hấp dẫn tại Teletron Houston trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, 281-495-8999, trang nhà teletronusa.com. Welcome to MyViet Inc. Trung tâm di trú du học Mỹ Việt In. Văn phòng được thành lập từ đầu thập niên 2010 tại các thành phố Dallas, Galang, Arlington, Houston và Sài Gòn. Mỹ Việt In chuyên về di trú, du học Mỹ và Canada, định cư Mỹ và Canada theo diện việc làm, xin duyệt lại các hồ sơ bị từ chối, hủy bỏ, xin lại hồ sơ có thân nhân qua đời, bảo lãnh các hồ sơ diện định cư, đầu tư, lao động, xin thẻ xanh, xin miễn thi quốc tịch cho người bệnh, di chúc, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, nhận hồ sơ du học từ lớp 1 lên các bậc đại học. Đặc biệt, chúng tôi đang nhận hồ sơ định cư Canada theo diện việc làm. Chương trình di dân này được chính phủ Canada mở rộng cho các sắc dân ở khắp nơi. Quá trình làm hồ sơ chỉ từ 6 tháng đến 12 tháng. Văn phòng Mỹ Việt Inc. ở Dallas, Houston, Arlington, Garland và Sài Gòn. Xin vui lòng gọi 832-509-1975, 832-509-1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thích chương trình này, xin hãy bấm nút like, subscribe hoặc là follow. Và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi Son Lê ra video mới. Và đừng quên hãy xem những video khác của Son Lê TV nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonleshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc sâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc sâm ra, chúng tôi còn có hồng sâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thoái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ $399 trở lên. Quý vị hãy order online at www.sonleshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348, 714-703-6348
Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sean Lê TV.